Logo của NBA bị dỡ bỏ và các nhà tài trợ Trung Quốc đã ngừng quan hệ với NBA. Tất cả bắt đầu trên mạng xã hội khi quản lý của đội bóng sổ Houston Rockets ủng hộ phong trào đấu tranh dân chủ tại Hồng Kông. Đội Houston Rockets đang phải kiểm soát thiệt hại. Has... Trung Quốc nắm trong tay sức mạnh kinh tế khổng lồ nhờ vào dân số lớn nhất thế giới. Các công ty phải vô cùng cân nhắc về quy mô sự hiện diện tại thị trường này. Giám đốc của đội Houston Rockets đã lên mạng xã hội xin lỗi nói rằng ông ta không có ý định đưa ra phát ngôn gây ảnh hưởng đến người hâm mộ NBA và những người bạn của ông tại Trung Quốc và sau đó NBA tuyên bố ủng hộ quyền tự do ngôn luận của ông. Một trong những giá trị lâu đời của NBA đó là ủng hộ tự do biểu đạt và tất nhiên là quyền tự do ngôn luận của cộng đồng NBA. Trong trường hợp này là ông Daryl Morey với tư cách là giám đốc Houston Rockets cũng được hưởng quyền tự do đó. NBA cũng có những động thái nhằm cân bằng và Hollywood cũng vậy. Đối với một số người, Hollywood đã trở nên cẩn trọng với những thể loại phim khắc họa Trung Quốc một cách tích cực và tránh một số chủ đề cụ thể. Rõ ràng nhất là những chủ đề liên quan đến Tây Tạng, Đài Loan và Thiên An Môn năm 1989. Tuy nhiên, còn là bất cứ thứ gì liên quan đến vấn đề chủ quyền hay cái gọi là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Vấn đề chủ quyền trên biển Đông Tuy nhiên ngày càng có nhiều người cho rằng bạn không nên làm bất cứ thứ gì Trung Quốc không thích. Rõ ràng bạn không bao giờ muốn khách hàng của mình nổi giận. Tuy nhiên để có thể cùng lúc truyền tải những ý tưởng của bạn và cả những quan điểm của người Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc, những thứ nhiều người Trung Quốc coi trọng là rất khó. Những tác giả của chương trình South Park dành một tập để chế giễu cách mà ngành công nghiệp giải trí tự kiểm duyệt chỉ để làm vừa lòng Trung Quốc. Các 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 mấy nhóc đừng nói bất kỳ điều gì về việc đây là một đất nước tự do. Thôi nào, những người này đã tốt bụng đến mức bay nửa vòng trái đất từ Trung Quốc tới giúp nâng cấp tiêu chuẩn của chúng ta. Bắc Kinh phản ứng bằng cách cấm chương trình này tại Trung Quốc. Cho dù nó là South Park hay NBA, phản ứng của Trung Quốc mang đến một số hệ quả vô ý hình ảnh của trung quốc đang bị hạ thấp trên toàn thế giới vì những phản ứng như thế này nó thu hút sự chú ý nó thu hút sự chú ý tới sức ảnh hưởng của trung quốc lên các doanh nghiệp mỹ cũng như từ các cuộc biểu tình tại hồng kông phần lớn mọi người không biết về hồng kông và thực sự không quan tâm nhưng giờ đây với vụ việc xảy ra với nba mọi người bắt đầu để ý và khi mọi người tìm hiểu thêm sẽ có thêm người bắt đầu nói này đợi chút đã có lẽ người dân hồng kông có lý của họ các chuyên gia cho rằng trung quốc muốn kiểm soát những thông điệp trong nước và hiểu được rằng ngay cả những lời bình luận từ phía bên ngoài cũng có thể tới tài những người sống trong nước